mình là lưu động mà mình không có được phước nhiều như mấy ông thầy áo vàng, mà không có mấy cái chùa bự phải không, rồi có một đám ban bệ rồi lo đủ á. Thầy trò mình giống như thời xưa, Chúa cũng vậy, Phật cũng vậy, đi lang thang trong rừng gốc cây vậy thôi. Mà cái luật của Phật cũng như luật của sư phụ, trên ba người thì là có quyền nói pháp, chỉ cần có ba người là ghi nhận vô thì cái đó là những lời sư phụ sau này sẽ thành kinh. Cuộc đời của Thiên Tướng Kiệt này là cuốn kinh sống, một cái hành động, một cử chỉ nhỏ nhân loại sau này sẽ ghi xuống thành sách để trong viện bảo tàng. Những người ngồi hôm nay có hình ảnh này cũng là những nhà tiền sử của nghìn năm thế hệ sau đó. Đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có duyên, và có nghiệp và cái phước. Hôm nay sư phụ chỉ có duyên được cái này thì mình ngồi ở đây là quý rồi. Bữa hổm mình ngồi ngoài đất nữa, bữa nay mình lên tới này, đúng không? Mỗi ngày một chút. Bữa hổm thì phụ ngồi gốc cây, nhớ không? Rồi bữa hổm ngồi đó ngay kế bên bãi cước bò. Nhớ kỹ đi. Còn trong khi ở trong Houston đó, ngay ngày đó, ngay giờ đó luôn, thầy Pháp Hòa mấy nghìn người dành chụp hình ổng, chùa cao cửa rộng. Một vị Phật thì ngồi gần bãi cước bò. Một vị thầy cái gì cũng không dám nói. Nhưng những hình ảnh này sau này á, sẽ làm cho hàng triệu, hàng tỷ người nhìn lại những cái cảnh quan sơ này á, họ mới quay tâm. Còn bây giờ mà sư phụ mà cái gì cũng đầy đủ hết, con người sẽ không có biết trân trọng. Cũng giống như bây giờ con thấy những cái hình của Phật Thích Ca toàn là ngồi gốc cây hay là ngồi ở ngoài sân không à. Còn sau này mấy thầy trò chùa nào chùa nấy có tượng khổng lồ, gạch thì gạch mê bồ rồi lộng lẫy. Nếu mà những cái hình ảnh đó mà tới ngày hôm nay chúng ta nghĩ hồi xưa Phật sướng vậy đâu có theo Phật đâu. Phụ ngài lập đạo cũng rất là khổ. Khổ nhất không phải là khổ về mặt ngồi đâu hay là gốc đá nào trên Thiên Long Sơn, mà khổ là gì nói hoài không hiểu. Mà họ không hiểu họ còn sỉ nhục. Còn sư phụ chữa nhiều chừng nào khấn nhang nhiều chừng đó, cho người đó bớt có bị cái khổ nghiệp. Nhưng mà qua cái khổ đó rồi, cũng chưa qua, cũng còn chút. Lúc nào cũng khổ. Có một lần một vị Bồ Tát rất là lớn trên trời nói chuyện với phụ: con có biết á, đạo Phật á, tổ Bồ Đề Đạt Ma và Thượng Đế Công cái gì đó. hai vị thường về dạy dỗ, đạo Phật của họ đó là mấy nghìn năm mà vẫn còn xung đột, vẫn còn chống đối lẫn nhau, cũng chỉ cái đạo Thiên Tâm nó mới vậy mà sao mà không có. Chị của sư phụ hiện giờ là tu chủ trì 7 cái chùa khất sĩ, mà không tin Phật Bà Quan Thế Âm là có thiệt, không tin ngài Địa Tạng là có thiệt. Tiền là tiền của sư phụ đổ về Việt Nam xây 7-8 cái chùa, mà mình xin đặt cái tượng Phật Bà Quan Âm nhất định không cho. Thì là đã là mấy nghìn năm mà hôm nay Phật đã mãn nhiệm kỳ, Phật đã nhập diệt rồi. Những năm gần đây vài năm về trước, tất cả các chùa Việt Nam á, người ta làm tượng Phật á, là tượng Phật nằm không à. Nằm là gì? Nằm là Phật ngủ, Phật relax, nghỉ mệt, hết làm việc, hết giờ làm việc nha, tới thời Di Lạc tái sanh. Di Lạc tái sanh là phải là gì? Phải có một chuyển lưng thánh dương, chứ không phải là một người thường được. Người gọi là phi thường, vua của tất cả các loài vua, vì vua chuyển một cái thời bỉ cực thành một thời thái lai, nó không là vừa pháp mà vừa đời nữa. Thì chỉ có con thượng đế mới xuống làm thôi. Thì sư phụ có 12 anh em, mỗi một thời đại, mỗi một hành tinh, đến một cái thời đại mà cần phải đổi qua một cái công thức để sống cho an hiền ở lành, thì chỉ có con trời mà xuống đây để mà làm những việc này, lập ra một cái đạo mới, một cái công thức mới. Thì sư phụ là người lãnh nhiệm vụ đó. Mà đến hôm nay mấy vị kêu nói rõ luôn đi, tên Kiệt là của con đó, Đức Thầy nói như vậy trong cái Xuân Hạ Tới Cùng Thư. Con là thiên tử thì con nói con thiên tử đi. Con là Minh Vương nước Việt Nam sau này thì con nói cho họ định hướng. Thầy mấy vị kêu sư phụ thường mới làm, chứ bản tánh sư phụ là không có tự cao ngã mạn. Mà tại sao mấy vị không kêu 5-7 năm trước mà để lúc này kêu? Tại sao cái thiên biệt 3 tháng trước mấy vị không kêu mình lập và ngay lúc này? Tại vì lúc này là cái gan nó sắp rụng rồi đó, con biết không?
mình phải làm cái dàn giá chứ. Cái sao đồ của Rome mình nó phải đi được cùng cái thời điểm, làm sớm thì nó không có hay. Cái gì nó cũng phải có thiên thời nhân lợi, thiên thời địa lợi nhân hòa, nó phải đúng thời gian, chuyện gì nó xảy ra. Thì sư phụ là người truyền tin là giống như tin tức đài CNN mỗi ngày vậy đó. Mỗi một thời khắc đều có tin tức mới, nhưng mà cái nào quan trọng á, thì sư phụ thường nói lên. Còn cái gì mà căn bản mà để cho mình sắp sửa dự liệu những chuyện sắp xảy ra thì sư phụ cũng đã nói. Mà đâu phải nói cái bữa nay xảy ra đâu, tin tức thiên đình mà đâu phải như tin tức của đài đâu. Bây giờ mấy con coi tin tức đài còn chán hơn coi tin tức này nữa đó. Đây tin tức đài nó tới nó lui, hù dọ dọ hù, uốn hù, Putin hù, nuclear, nó cứ tới lui là máy bay bay qua bay lại hải phận. 10 năm nay mấy con nghe cũng chán rồi. Bây giờ nghe kết cuộc là nước Mỹ sẽ có tổng thống mới, đó là tin tức mới. Cái tin tức mới nhất cập nhật đó là nước Việt khổ, sắp sửa khổ nữa, đói còn đói nữa. Tin tức kế tiếp là tất cả mà trong năm thứ ác mà sư phụ nói đó, là cái ác mà thể chế vô thần đó, trong đó có nghe, trong đó có Trung Cộng, trong đó có nước Việt, có Cuba, có Bắc Hàn, thì đó năm thằng đó, đó sẽ cùng đi một lượt. Rồi cái mà bệnh tật nó cũng sẽ cùng đi theo, nó cũng thuộc về trong năm ác đó. Là con biết Mã Lai đâu liên quan gì bên Trung Đông, mà nó là gì cái đạo, đạo là đạo Allah, nó binh nhau, thế mà binh cái khối đó. Thằng Do Thái nó nhất định nó phải dành sự sống cho dân tộc nó, cho nên nó phải nhất định là phải dẹp Hamas. Còn Hamas là cả đống khối chùm khăn binh nhau là vì đạo. Mấy con binh họ thiên là cũng vậy đúng không? Thì họ cũng làm đúng một phần, nhưng mà họ quá cực đoan thì họ cũng thuộc năm cái ác đó. Mà nếu mà cái một ngày mà họ sanh đẻ lớn, cái quả địa cầu này cha không có dạy được những cái khác. Cho nên hôm nay nó là một trong năm thứ, cả các má, cái má là có bốn nước cộng sản. Khói chùm khăn cũng là một cái án. Còn cái khói mà gọi là, mình không có nói trên này, cái khói mà tiền tệ đó, giàu có, con biết gì đó, Rothschild, là nó nữa. Rồi thêm cái khói đầm lầy của Mỹ, kiểu Biden vậy đó. Thì tổng cộng 5 cái ác sẽ đi cùng một lúc. Thì lúc đó đó, bề trên mới làm việc được, là cái thế giới này mới gọi là đại đồng. Sư phụ xuống trần không phải là riêng nước Việt. Đức Thầy gần 400 năm nay không phải chỉ lo cho nước Việt hay hòa hảo, mà lo cho cả cái hoàn cầu này. Chẳng qua là nước Việt nó nằm giống như ngay cái trung tâm, thì cho nên Phật Thánh Tiên mới đầu thai, mới mang xác phàm là người Việt thôi. Nhưng mà cơ trời đi là đi đồng bộ, đi toàn thế giới. Trên thế giới này tất cả những nhà tiên tri hay là những nhà chính trị gia lỗi lạc cũng chưa ai dám nói về kiểu sư phụ. Đồng bộ đi một lượt mà. Sư phụ đâu có nói là nghe đi trước hay là tàu đi sau đâu. Hai thằng mày đi một lượt. Nhưng mà chi tiết là như thế nào? Chi tiết là hai con rắn đầu sỏ, một con đó là phải bị giống như quật què rồi, nó không có giúp được cái con rắn bên này. Thì lúc đó Mỹ đánh lẻ tẻ hai thằng, chứ còn đánh một lượt tay đôi thì sao đánh lại. Thì cho nên đó là cơ trời đi để cho Nga nó tham, nó xâm chiếm Ukraine. Rồi hôm nay hàng Trung Cộng nhất định là phải đánh Đài Loan, thì nó cũng thê thảm như kiểu Nga, chẳng khác gì hết. Còn thằng Việt Nam mình là gì? Việt Nam mình là có bản án tử hình rồi. Cái thể chế Việt Nam bản án tử hình treo đó rồi. Nhưng mà cái ngày mà hành án á, thì là cái ngày đó sư phụ không dám nói, nó rất là cận kề. Sư phụ chỉ nói như vậy, những đứa nào mà có trí tuệ mà biết ấy đó, thì phải coi. Ông Trump trở về và những cái chuyện mà sư phụ làm để cho nước Việt đó, thì nó là hiện hữu, chứ nó không có phải là sư phụ chỉ nói đạo rồi đi vòng ngoài hay là nói chuyện bâng vơ nữa. Người ta sẽ không có nói sư phụ là ảo tưởng nữa. Nó không phải ảo tưởng. Từ 5 năm trước sư phụ nói, ai nói sư phụ là ảo tưởng á,
người đó bây giờ bắt đầu cũng phải giật mình á, thôi là quá thiệt luôn á. Mà chẳng qua là vì chúng sanh không có bao giờ ngờ được và không bao giờ hiểu được ở cái thời đại này tại sao có một người mang sắc phàm nhưng không phải người phàm, chứ không có người phàm đâu, chỉ có phân nửa thôi. Và tại sao có một người nói chuyện gì cũng trúng đó. Con có suy nghĩ tại sao những nhà lãnh đạo của thế giới phải sắp hàng cả ngày trời ngày xưa để mà coi bà mù bà phán mấy câu thôi là mấy ổng đã định hướng được cái quốc gia của mấy ổng. Hôm nay phụ nói tiếng Việt á thì các con cũng định hướng được quốc gia của mình rồi. Chứ phụ mà không lên nói 5 năm nay 100 triệu dân làm sao mà có tinh thần mà để tồn tại sống sót tới ngày hôm nay. Sư phụ mà không nói á, ở bển nổi loạn nó giết hết công an lâu nay mấy năm nay rồi. Nó giết thì công an giết lại thôi, nào có súng thì nó thắng. Bây giờ lòng dân không còn tin chức quyền, không còn tin lãnh đạo cao cấp, đâu có cấp, không còn tin thành phố, không tin trung ương, không có tin thứ bộ gì hết. Thứ bộ chẳng có tin đảng nữa, đảng chẳng có tin cái thể chế nữa. Mình không tin cái thể chế, mình nghĩa là mình không tin gì. Mình chỉ tin cho bản thân mình, 4 năm tôi làm xong, tôi hốt mớ, tôi chuyển tiền qua Mỹ rồi tôi xong, còn ai muốn làm gì làm. Đó là sự thật là như vậy. Chẳng có ông nào bây giờ mà lo cho dân hết. Mấy ông biết là mấy ông có bản án tử hình rồi. Chứ phụ nói là trúng. Người tính không bằng trời tính. Nếu mà không trúng, ông Trần Trình, ông nói một câu. Bảo gian thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Ngày xưa ai cũng tôn trọng ngài Trạng Trình, ở ngoài Bắc ta tôn trọng. Bảo gian là gì? Một quốc gia gắm dốc bảo quốc. Gian là những cái dòng sông. Sư phụ sanh ra những cái dòng sông miền Tây hiền hòa. Con của một ông thợ mộc rất là hiền hòa, ba của sắc phàm rất là hiền. Thiên tử xuất, sư phụ là thiên tử chân mệnh xuống trần để mà lập lại nước Việt mới cùng với đức thầy. Bất chiến tự nhiên thành. Hôm nay Thiên Việt ra đời, kết nạp tất cả những thành viên trong đó, cộng luôn cả đảng viên yêu nước nghe, chứ không phải đảng viên mà bị dân ghét. Thay vì đảng viên bị dân ghét là dù không có can thiệp được, cái nào mình nói trước nghe mấy đại ca. Và đồng thời kết nạp tất cả sĩ quan Đà Lạt và Thủ Đức và con cháu Chim Hiền ở Mỹ, miễn làm sao mà yêu nước chân chánh và có học thức, gọi là chất xám 6 triệu để mà về gây dựng lại một cái quốc gia nước Việt đổ nát. Đó là đảng Thiên Việt. Sau hậu cộng sản, Thiên Tâm sẽ là một nền móng vào học đường để cho người con cháu nước Việt mình sau này có nhân lễ nghĩa chế tính. Nó không có còn vô đạo đức như thời nay nữa, vô nhân hóa nữa. Còn Thiên Việt là những người lỗi lạc, những người có trí thức. Sư phụ nhắm người nào là Thiên Việt là Thiên Việt, người nào nhắm thì sư phụ thấy người nào Thiên Tâm là Thiên Tâm. Đệ tử này Thiên Việt nè, sẽ sau này giúp sư phụ. Thì Thiên Việt là về phần Bồ Tát Đạo, ở mặt đời chết sẽ thành thần, nếu không có biết cầm cuốn kinh, nếu vẫn không có giữ giới mà ăn uống cũng ok. Còn Thiên Tâm thì phải ăn uống giữ giới đầu kỹ. Thiên Việt chỉ cần một giới đầu tiên của giới Thiên Tâm là cái giới mà trả ân cho tổ quốc là được rồi, nhân lễ nghĩa chí tính thôi. Thì làm cái chức bí thư hay là chức này chức nọ thì biết sợ làm sao mà dám ăn hối lộ như thời nãy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bằng đó phải bằng đi học thiệt chứ không phải bằng mua. Thì một người thông minh thì cả ở dưới thông minh là đúng đó, thượng bất chánh thì hạ tất loạn. Thì một người mà Thiên Việt biết ngăn nắp trên dưới và biết giữ giới luật thì làm gì nó loạn như kiểu này. Còn bây giờ 100 triệu người để cho mấy trăm thằng ngu dốt đứng lên chỉ ngón tay làm thế này thế nọ. Thì con nghĩ dân mình bây giờ là đi uống nước ao nước hồ là vậy á. Mấy đứa nhỏ mà con một con không có tiền á, Sài Gòn bây giờ mỗi ngày ai không có bệnh nó dục ra khỏi nhà thương á. Cương lĩnh này chỉ mới soạn thôi, nó có mười mấy điều. Cương lĩnh và ý thức chính trị của đảng Thiên Việt là toàn thể những điểm chính yếu tóm lược để hướng dẫn
Đảng theo đường lối chính sách xây dựng quốc gia, dân tộc phát triển. Cái này chưa có phải là final nha, final cho phụ với trình về trên bài trên với Hùng Thiên Song nói approve. Phụ làm gì cũng phải trình còn này mình đọc để mình có cái khái niệm trước. Số 1, ý thức tổ quốc và dân tộc. 1.1, ý thức rằng quốc gia Việt Nam đã trải qua bao ngàn năm bắc thuộc, bị phong kiến thực dân và cộng sản cai trị, đã đưa đất nước mất chủ quyền và nô lệ dân tộc, có nguy cơ bị đồng hóa và diệt vong. 1.2, ý thức rằng quyết tâm xây dựng quốc gia Việt Nam phát triển theo tinh thần nhân bản, khai phóng khoa học, văn minh và thịnh vượng, dựa theo nền tảng thiên tâm đạo, tôn thờ thượng đế, quý trọng nhân sinh mạng, người Việt biết tu sửa tâm tánh, đạo đức trọng hiếu nghĩa theo đạo lý ngàn đời của dân tộc. 1.3, ý thức rằng quốc sách đoàn kết toàn dân lấy ân báo oán, người Việt Nam và các dân tộc thiểu số trong các trong nước Việt Nam mọi vùng miền, không phân biệt gốc gác chính kiến phe phái, không phân biệt người quốc gia hay người theo cộng sản, tất cả người Việt có lòng yêu nước và yêu dân tộc Việt Nam. 1.4, ý thức rằng tinh thần quốc gia dân tộc, dân sinh, dân quyền và bình đẳng mới giúp dân Việt tiến bộ, không chấp nhận vay mượn tà thuyết ngoại lai, cộng sản Marx Lê chủ nghĩa xã hội và thuyết tiến hóa của Charlie Darwin. Số 2, nhận thức mục tiêu. Nhận thức để thể chế chính trị quân chủ lập hiến là cần thiết cho Việt Nam, vì Việt Nam bị Tàu đô hộ bao nghìn năm phong kiến chuyên chế, cổ hữu cai trị thực dân, xâm chiếm chủ nghĩa cộng sản, tham tàn dùng chính sách ngu dân độc hại. Những độc hại này đã biến người Việt Nam thành kẻ mất tinh thần quốc gia độc lập, chịu chấp nhận làm nô lệ. Điều này đã dẫn dắt đất nước vào chỗ nghèo khổ, lạc hậu triền miên, có người trở nên độc ác. Do đó cần một thể chế chính trị dương đạo, trường kỳ luật pháp liêm chính, công minh kỷ cương mới xây dựng lại được đất nước Việt mới hùng mạnh và nền giáo dục văn minh nhân bản. 2.1, thành lập quốc hội, lập hiến, soạn thảo hiến pháp mới đặt tổ quốc và quyền lợi tổ quốc dân tộc Việt Nam lên trên hết. Hiến pháp phù hợp luân thường đạo lý dân tộc Việt Nam và pháp chế tam quyền phân lập lập pháp, tư pháp, hành pháp, vương quyền hành lãnh đạo tối cao. 2.1a, quyền hành của hành pháp, trong đó có quyền hành của quốc vương. 2.1b, quyền hành của tư pháp, quyền hành của quốc hội. 2.2, thiết lập và cải tổ hành chánh quốc gia. Cần cải tổ nguồn máy hành chánh quốc gia từ trung ương đến địa phương sao cho phù hợp hoàn cảnh địa lý và xã hội Việt Nam. Nguồn máy hành chánh điều hành chính phủ không cồng kềnh, nhân sự phải gọn gàng, có hiệu năng dù quản trị. 2.3, hiến pháp mới tôn trọng quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Ngược lại, công dân phải tôn trọng và bảo vệ hiến pháp. Số 3, sách lược và kế hoạch phát triển. Cần thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc toàn dân nhằm chỉnh đốn văn hóa đạo lý dân tộc bị chủ nghĩa cộng sản hủy hoại nhồi sọ lâu nay. Chương trình giáo dục này xây dựng trên tinh thần dân tộc nhân bản, khai phóng khoa học văn minh và thịnh vượng. 3.1, công dân giáo dục nâng ý thức hiểu biết tôn trọng luật pháp quốc gia và môn học được nâng lên hàng quốc sách, có khen thưởng và xử phạt, duy trì sự học hỏi nghiêm minh. 3.2, đức dục là môn học nâng hiểu biết giá trị nhân ái, hiếu nghĩa, luân lý và trách nhiệm bảo vệ tài sản công dân, tài sản quốc gia để chấm dứt bản tính quen thói trộm cắp cướp giật do cộng sản để lại. 3.3, khoa học kỹ thuật không ngừng phát huy và áp dụng các lĩnh vực khoa học kỹ thuật tân tiến phát triển vào nông
kỹ nghệ thương mại của đất nước. Thứ 4, về quốc phòng và an ninh xã hội. 3.4a, quốc phòng quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng hùng cường để đương đầu với Trung Cộng và các nước tham vọng xâm lăng Việt Nam trong tương lai. 3.4b, an ninh xã hội xây dựng lực lượng cảnh sát quốc gia, bài trừ tệ đoan xã hội, bảo vệ dân chúng và tài sản của đồng bào, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3.5, kinh tế quốc gia dựa trên động lực thúc đẩy kiếm lời của muôn dân Việt Nam để họ được sống sung túc, ấm no, hạnh phúc và kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 3.6, chính sách ngoại giao mở rộng ngoại giao các quốc gia bạn lẫn thù, miễn sao có lợi cho quốc gia mình. 3.7, xây dựng xã hội để phát triển kinh tế. 3.7a, mục tiêu chiến lược, kế hoạch có thể thực hiện cấp bách trong vòng 3-4 năm hoàn thành. Tất cả phát triển quốc gia muốn phát triển quốc gia, chuyển cơ cấu hạ tầng, phải phát triển cơ cấu hạ tầng. Trước trường học phổ thông, trường học chuyên nghiệp, điện tử, trường dạy nghề, ngắn hạn đáp ứng lĩnh vực cần thiết, bệnh viện, y tế, toàn dân, đường xá, giao thông. Trên bộ, trên sông, ngòi, trên biển, từ đó giúp đỡ, hỗ trợ sản xuất nông sản. Hàng công nghệ nội, ngoại thương, phân phối, tiêu thụ. 3.7b, mục tiêu chiến lược, tiếp nối kế hoạch, chiến thực, nói lên phát triển mục tiêu, chiến lược xây dựng phát triển quốc gia phú cường lâu dài. Số 4, linh động điều chỉnh, những đề cương trên cũng cần linh động phù hợp theo mỗi giai đoạn lịch sử và khoa học phát triển của thế giới. Số 5, xây dựng đảng viên thiên Việt, tiếp trợ cương lĩnh. Đảng viên Thiên Việt là những công dân Việt Nam yêu nước, đảng viên Thiên Việt ý thức. Đảng viên Thiên Việt là những nhà trí thức có chắc ẩn với lòng dân tộc. Được rằng họ là những người có sứ mệnh được Thượng Đế giao phó góp phần cứu nhân, độ thế, giúp đời. Đảng viên Thiên Việt luôn đặt Tổ quốc trên hết, trên tiên phong, trong vai trò phổ biến hướng dẫn thực hiện đường lối sách lược của đảng nhằm xây dựng phát triển kinh tế quốc gia. Số 6, điều khoản quyết tâm hoàn thành thực hiện chủ trương cương lĩnh này giai đoạn hậu cộng sản. Đó là chỉ đọc sơ thôi, chưa có final. Chú Phụ còn phải thêm bớt, rồi cha cũng phải đọc qua, mấy chư Phật cũng phải đọc qua cái này. Rồi những vị hồng thiên sông núi như vua nước Việt là ngài Trận Đạo phải đọc qua. Rồi tất cả những vị mà theo dạy sư phụ gần mấy chục năm á, cũng phải đọc qua cái này. Cho nên mỗi cái gì á, cả cái logo là 1 triệu tiếng nói cũng phải được approve mấy gì. Cho nên không phải cái gì mà kiệt này muốn làm thì làm.